Xin chào, tôi là Lê Bảo Quốc, tôi đang là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Mororo. Khi bắt đầu tìm hiểu về BDCI thì lúc đó tôi chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là làm sao để tôi có thể thoát ra khỏi cái sự việc, những cái sự vụ của doanh nghiệp hàng ngày. Đầu tiên là sẽ tập trung vào việc quản trị bản thân mình trước, cái cách quản lý thời gian, quản lý công việc. Thì khi mà mình quản trị bản thân mình rồi thì tôi đã thay đổi rất là nhiều. Và cụ thể là nhân sự của tôi và người nhà của tôi, vợ tôi cũng thấy tôi thay đổi rất là nhiều. Sau đó thì mới đến là cái việc tôi quản lý con người, thì tôi tập trung vào việc đào tạo cho đội ngũ nhân sự. Nếu mà chúng ta không duy trì cái công tác đào tạo thì đội ngũ sẽ dậm chân tại chỗ và không có phát triển. Trước kia thì tôi luôn cố gắng nói cho mọi người hiểu những gì tôi muốn. Nhưng khi mà tìm hiểu về BDCI thì tôi thấy là như vậy thì chưa đủ, mà chúng ta còn phải đào tạo nhân sự của mình để họ nâng cái tầm tư duy của mình lên, để họ cũng có chung một cái tiếng nói với tôi, và như vậy thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Xuất phát từ việc là mình rất là ham học, thì mình thấy cái chương trình FOH của BDCA rất là hay, là học được hết tất cả các chương trình của thầy Hoàng Đình Trọng, và đặc biệt nữa là được tham gia vào cộng đồng những anh chị mà họ khao khát học tập. Vì bản thân chúng ta thì thường chúng ta sẽ rất dễ bị ảnh hưởng với môi trường, và thử đặt mình vào một cái môi trường tốt thì mình chắc chắn sẽ tốt. Thì ở trong FOH là những anh chị khao khát được xây dựng doanh nghiệp bài bản, xây dựng doanh nghiệp tử tế, và mọi người luôn luôn có tinh thần là tôi quan tâm, tôi phục vụ, và cứ có cái gì mọi người thiếu sót thì lại chia sẻ và hỗ trợ nhau. Và một điều nữa là thầy cũng trao cơ hội cho những anh chị FOH là chia sẻ và hỗ trợ lại những người mới. Thì mình thấy đây là một cái điều rất là hay. Vì bản thân khi mà mình đi học, mình làm trong doanh nghiệp của mình rồi thì nó chỉ là một cái góc nhìn, một cái case study đó thôi. Nhưng khi mà mình đi hỗ trợ cho những doanh nghiệp khác, mình lại học được chính những bài học từ các anh chị. Anh chị đã trong cái ngành đó hay là trong cái vấn đề đó, thì mình lại có thêm những cái lời giải mới. Cảm thấy rất là tâm đắc khi mà tham gia vào FOH. Chúng ta xây dựng doanh nghiệp có thể nói vui như là chúng ta đang chơi một cái game. Và nếu như chúng ta không biết luật chơi á, thì chúng ta thường sẽ chơi theo kiểu là thử, sai và sửa và học hỏi. Tuy nhiên á, trong cái việc kinh doanh thì chúng ta không có nhiều cơ hội để làm chuyện đó. Nên một là chúng ta tự mất thời gian, tiền bạc để thử. Hai là chúng ta dành thời gian cho việc đi học, để chúng ta nâng cái tầm của mình lên, nâng cái tư duy của mình lên. Và khi chúng ta đã biết cách lái một chiếc xe rồi thì chúng ta sẽ lái nó an toàn hơn.